đang cái số gửi từ phường cho tính được mỗi số người ta là 2 tỷ đó nha chú. Thì bé tính được anh Đặng Văn Phúc dẫn bé đi tham quan và thăm tình số nhớ là cho chú Tâm chút ít đổ xăng để bé số chào nãy hả chú xui chứ chú xui chứ chú cảm ơn nha. Lần đầu tiên luôn lần đầu tiên phải không Tính? Thấy đây sao, thấy khung cảnh này sao? Vui không? À, nụ cười từ hôm nay là đâu có nụ cười. Dạ, dạ. Biết chứ. Bây giờ là vui chơi hay không? Dạ, giờ vui chơi cho bé có tinh thần vui vẻ. Tôi mời mọi người thì có mấy. Đi kiếm không được chơi, con thích gì cứ mua đi. Đây được anh Phúc dẫn đi chơi rồi có thể là mua rất là nhiều. Hôm nay bé Tính được anh Đặng Văn Phúc dẫn đi tham quan tờ Thánh Tây Ninh nha cả nhà. Dẫn cho bé đi vui chơi để bé có tinh thần vui vẻ lạc quan lại nha mọi người. Kiểu như tái sinh thêm một lần nữa. Có điều mình bé rất là tự nhiên. Nói lớn các bạn, tự nhiên cái nói có thể cho con gọi 3 phút được không? Trời ơi, tự nhiên nó chơi gà mình nổi lên, nó nói ôi trời, tiên tưởng cái này sao mình hạnh phúc dữ vậy? Hỏi con chứ ước nguyện con sao mà con gọi 3 phút? Nói là có thể 3 phút tốt, muốn đi cứu người giống 3 phút để sau này con sẽ cứu những người mà bị thương rồi bị đánh, con sẽ bảo vệ. Trời, quá tuyệt vời luôn. Thấy chưa? Bây giờ là sau những giờ làm việc với cơ quan chức năng thì bây giờ là cho cháu đi chơi cho cháu vui. Anh Đặng xin lỗi mọi người nha, hiện tại thì anh Đặng Văn Phúc đã hỗ trợ bé để nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ xong rồi chờ cơ quan chức năng. Hiện tại bây giờ thì bé anh Đặng Văn Phúc đã dẫn bé đi chơi tại tòa Thánh Tây Ninh nha mọi người. Dạ mọi người. Giấy số thì coi, chọn giấy số luôn cho. Bữa nay là cho nhiều khi là sẽ chọn giấy số cúng á. Gì? Gì quay dữ vậy? Bữa nay. Họ biết đó là bà hai luôn. Báo nha, giấy số này sẽ mua cho bé Tính rồi xong rồi là khi mà trúng 50% là sẽ làm từ thiện. Dạ. Tại như nữa. Rất là cao quý nha mọi người. Bé
về du quá ta. Đó, cái nét mặt hồn nhiên tươi cười có thể là mấy năm trời mới được như vậy. Trong khoảng thời gian hơn 4 năm bé tính đi theo mẹ là lần đầu tiên em bé được chơi vui như vậy. Nói chung là lần đầu tiên bé tính được vui chơi như thế này cảm thấy rất là hạnh phúc nha cả nhà. Thấy hạnh phúc rất là hòa nhã gần gũi với mọi người nha. Em bé lỗi là cái đó rồi. Ủa, bị lỗi hả? Bị lỗi hả? Bà chủ đâu rồi? Gì anh quên tên rồi ha. Anh nói tên Linh không gọi giàu không anh? Ở đây. Cho xin cái mới cái này nó không quên. Đây đây đây. Để sao vậy? Sao vậy? Để cái nào cũng như vậy mà do mẹ ăn không có hậu lắm á. Em thấy coi bên cái clip rằng đó. Buổi tối có đèn hả? Có đèn không? Để cho giá hả? Dương con, Dương vô Dương tính. Anh bán mình đâu ba bên đó. Cái này Dương con. Quá vui luôn chứ. Ê coi đi nữa, người ta coi trên mạng. Âu. Ôi giời ơi. Anh hết đẩy không? Ôi giời ơi. Ở đây phóng đảng quá ha. Ở đây không khí ở đây lần đầu tiên mình cũng đặt chân lên Tây Ninh và ra chỗ này chơi nha. Tỉnh Tây Ninh, thuộc thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Bắn gì? Bắn chim hả? Bắn chim bắn còi vậy? Alo, đầu trai mà mặt sáng sủa mà ra đây rồi, con dụ là tính chơi nha các nhà. Dạ Phúc nghe đây. Cái này khi mà chị gái xem video này chắc có lẽ sẽ hơi chân lòng chút xíu nè. Con đó giờ có chơi cái này không tính? Dưới quê cũng. Dưới quê giống gì không? Lúc con ở trên Đồng Tháp đúng không con? Ở Đồng Tháp đúng không? Về Tây Ninh lâu rồi không được chơi nhưng mà nay gặp là chú Phúc dẫn đi chơi ha. Sao con nói cảm nghĩ tính sao nay được dẫn ở đây chơi nói sao vui. Ồ này cái bầu không khí này là rất là hiếm có đúng không? Ở Tây Ninh biết bao nhiêu năm lần đầu tiên mới ra được ra đây. Rồi mua thêm cái mới luôn. Cái đó không thực hiện được thì mình thực hiện được cái này. Cái mới. Đây bẻ cánh dịch trần. Bà đó bẻ thôi. Mẹ muốn bẻ mà phải gì. Bé này quá điêu luyện rồi, bé dùm quá điêu luyện rồi. Có nghề. Hay ta, quá cao luôn. Điêu luyện quá. Này phải gọi là dân trong nghề rồi. Sành quá rồi. Không phải phải bẻ đúng chiều nó vầy nó im thôi. Bé bạn nha, tính ơi. Bé bạn hả? Ô bay cao quá. Mày thấy đâu luôn. Nhìn cái tính. Bán cái này mà giống như là con làm cái nghề này mà con bán cái này quá à. Đúng rồi. Không bán luôn hả? Ở hàng. Cái số giò với số này luôn. Nhiều nghề quá ta. Tính đâu lúc đây rồi. Quá chơi vui quá rồi. Dạ thì thật sự thì thấy em có cái nét mà tươi cười như vậy mình cũng vui hay cho em nha cả nhà. Bẻ lên nữa con, bẻ lên. Mà cảm thấy bé tính được cái bằng Phúc bé tính chơi như thế này rất là vui luôn mọi người. Bây giờ là đã thay đổi lên hai màu á. Một bé mới rồi. Mặt sắc hẳn ra.
để tính bây giờ là đây là những gì một đứa trẻ bình thường phải có. Rồi. Lứa tuổi thanh thiếu niên ai cũng phải trải qua cái giai đoạn này. Tính ơi, mà nói giờ có biết khỉ thấy khỉ ngoài đời chưa? Bên kia còn khỉ nhiều lắm á. Đây là đò thánh Tây Ninh. Đó, đẹp rồi đó, đẹp rồi đó. Nói gì lại nữa. Dễ bán luôn. Dù tính thì cũng là đó là chưa biết đây thì cũng là tính ở Tây Ninh nhưng mà chưa bao giờ được lại cái đoàn thánh Tây Ninh để mà vui chơi như thế này. Này là như cái nạn thun bắn nhìn nhìn nghe tính ơi, nguy hiểm á. Đúng rồi, thẳng lên luôn. Đây này anh Tâm Gồm cùng chơi với bé Tính nha cả nhà. Đây 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 anh Tâm Gồm đang thử. À đây đây anh Tâm Gồm bắn nè. Đây tới anh Minh Kha luôn, tới anh Minh Kha luôn. Rồi anh Minh Kha. Đây anh Minh Kha phá luôn rồi cả nhà ơi. Chơi động nước. Gắn sao coi. Chơi không xong nữa. Thư luôn rồi. Quay được tuổi thơ mà. Vậy là bắn lên không? Rồi bắn sao giống Kha đi hư nó đi nghe. Đúng rồi. Rồi không được luôn. Rồi tét luôn rồi. Thiệt tình anh Kha này. Chú bự chơi không lại mấy chú nhỏ luôn. Hư luôn. Kha chú bắn không chú nào bắn được luôn. Chú cái đó là sao bán? Cái này lại nè, cái này lại nè. Bây giờ mình nói cái dưới chân nè, cái dưới chân nè. Bây giờ là đây nè, nè, gắn cái này vô nè. Nó tét rồi. Tét cái lưới cái này rồi. Rồi rồi chú Kha hay quá. Mình dùng sức quá trời. Hết cả dây hùng luôn á. Mấy chú bự cũng dành chơi với mấy chú nhỏ luôn rồi. Rồi giờ vô dành chơi của Tính luôn rồi. Tính đi một vòng luôn rồi. Buồn luôn. Hiện tại cả nhà cũng đang thấy là anh Tính đây đang ở gọi là tòa thánh Tây Ninh nha cả nhà. Đây tại nhà cả nhà cũng thấy hiện tại đây rất là rộng. Cũng đây là chiều mát rồi cũng có rất nhiều người đến đây á. Thì đây bé Tính thì ở đây cũng khoảng 4-5 năm rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên bé ghé đây chơi á. Bé rất là vui, đó giờ bé chưa được đến đây lần nào hết á. Cười lên. Đẹp trai quá trời, đẹp trai rồi.
con trời ơi ông ham chụp hình. Ok, anh thấy bé tính vậy anh cảm thấy như thế nào anh? Vui lắm ha. Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào anh Út? Cảm thấy con trai của mình được vui chơi cùng với bạn bè thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc đúng không anh? Bé tụi em thấy cũng rất là mừng, rất là vui cho bé luôn. Cảm xúc tụi em giờ cũng rất là xúc động, thấy rất là vui luôn anh ơi. Bé giờ mới vừa mua được cái trái banh mới rồi. Đây anh Đặng Văn Phúc thì cùng một bé cũng cỡ cỡ tuổi bé Tính đó, lại chơi chung với bé Tính và bé Tính vui nè. Cả nhà cũng thấy bé Tính hiện tại đang cười rất tươi. Có năng khiếu, có năng khiếu. Bé Tính này có năng khiếu rồi đó. Đúng rồi. Có khiếu, có khiếu, có khiếu. Đội đầu luôn mà. Bắt banh rất là chính xác nha. Bé Tính bắt banh rất là chính xác. Cây chia làm hai đội phải không? Rồi, ghê à, chấp luôn hả? Có bạn đồng trang lứa chơi chung quá vui rồi. Đó. Lại là anh Kha. Lại là anh Minh Kha Đồng Tháp. Bé Tính quá mệt rồi, chạy giỡn nãy giờ quá mệt rồi. Gọi chạy tiếp rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hiện tại thì như Tờ Thánh chuẩn bị tới giờ cúng gì á nên mình phải rời khỏi đây. Hẹn cả nhà ở video sau nha cả nhà.